là một biểu tượng của người phụ nữ sang chảnh, thanh lịch, quý phái và kiêu sa. Cơn sốt hương thơm chưa khi nào hạ nhiệt của Chanel chính là Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum. Để lý giải cho điều này, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Đôi nét về thương hiệu. Có lẽ Chanel là cái tên đã đỗi quen thuộc ở Việt Nam. Đây cũng là thương hiệu thuộc top nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp thời trang nước Pháp. Từ lâu, Chanel đã mang trọn nét đẹp tinh túy của ngành thời trang cổ điển vào sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, thương hiệu này cũng định vị là một trong những nhãn hàng thời trang cao cấp số 1 thế giới với những sản phẩm hàng hiệu. Thông tin về Chanel Coco Mademoiselle. Chanel Coco Mademoiselle được ra mắt vào năm 2001 là một trong những dòng nước hoa được yêu thích và bán chạy trên thế giới. Sản phẩm có thiết kế hình chữ nhật, sang trọng với phần viết bo nhẹ cho mềm mại. Nước hoa trong suốt từ thân đến nắp, nhìn trọn dung dịch màu vàng da ánh hồng nhạt bên trong. Nắp của chai nước hoa trụ trắng, không quá cầu kỳ nhưng nhìn cái là nhận diện được đặc trưng điển hình của dòng Coco Mademoiselle huyền thoại. Hương thơm được định hình theo phong cách cổ điển. Vì vậy, nó thích hợp với những phụ nữ tuổi từ 20 đến 30. Bạn chỉ cần xịt cho mình ít nước hoa Coco Mademoiselle lên cơ thể trước khi đi dạo phố. Bạn đã thật sự trở thành một quý cô hấp dẫn trong mắt những người xung quanh. Sản phẩm có giá tham khảo khoảng 800k với dung tích nhỏ nhất là 10ml tùy thuộc vào phí ship cũng như thuế, thì giá có thể cao hơn. Mùi hương Chanel Coco Mademoiselle. Lớp hương đầu của Chanel Coco Mademoiselle là hòa quyện giữa cam bergamot, cam và bưởi. Mùi hương ngọt ngào này mang đến một cảm giác tươi mát, sảng khoái. Chỉ vài phút sau khi lớp hương đầu dịu lại thì bạn sẽ sớm được chìm đắm trong hương thơm hoa cỏ thanh khiết. Đó là sự kết hợp tinh tế của hoa hồng, hoa nhài, thêm chút hương quả vải. Hương thơm của hoa cỏ tự nhiên đầy phóng khoáng, táo bạo nhưng cũng thật dịu dàng và ấm áp. Mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào tượng trưng cho hình ảnh những cô nàng tiểu thư châu Âu thanh thuần, dịu dàng và sang trọng. Và cuối cùng, để đánh thức sự tự tin tiềm ẩn trong mỗi người phụ nữ, Chanel Coco Mademoiselle sử dụng bản hòa quyện của xạ hương trắng, vani, cỏ vet iver và đặc biệt là hương thơm đầy gợi cảm của hoắc hương. Hoắc hương sử dụng trong hương thơm này đủ để níu kéo độ lưu hương của hương thơm này và tôn lên vẻ quyến rũ của bạn, chứ không quá đà làm mất đi sự cân bằng hài hòa của cả ba tầng hương. Mùi hương không quá nồng, mang vị ngọt thanh để thể hiện sự tự tin, phóng khoáng và táo bạo, vừa hợp cho các cô gái xịt đi làm mà lại hợp cả đi chơi. Ưu nhược điểm của Chanel Coco Mademoiselle. Ưu điểm: khả năng lưu hương lâu và độ tỏa hương vô cùng ấn tượng. Bạn có thể xịt nước hoa một ít ở vài điểm nóng trên cơ thể thì đã có thể tỏa hương thơm ngát vô cùng tinh tế và quyến rũ. Và bất cứ ai ở khoảng cách gần bạn trong bán kính vài mét cũng có thể bị thu hút bởi hương thơm ngất ngây. Hương thơm dễ sử dụng cho mọi hoàn cảnh như đi học, đi làm, đi chơi hay đi hẹn hò. Nhược điểm: tinh chất mùi không thích hợp để sử dụng vào mùa hè oi bức và nắng nóng. Hương đầu của nước hoa được đánh giá hơi nồng vị cam chanh, tuy nhiên sẽ nhanh chóng dịu đi ở hương lớp kế tiếp. Giá thành cao so với thu nhập bình quân của người Việt Nam. Nếu có điều kiện, bạn hãy sắm cho mình một chai Chanel Coco Mademoiselle sang chảnh với hương thơm tràn đầy sức sống và cuốn hút, lộng lẫy, giúp bạn thêm tỏa sáng mỗi ngày nhé. Bạn có thể tham khảo đặt hàng sản phẩm tại link dưới phần mô tả nhé.